Xin chào quý các bạn, thật vui khi chúng ta được gặp nhau. Hãng xe Đức đã chính thức trình làng phiên bản mới của Mercedes-Benz GLE Coupe với rất nhiều nâng cấp cả về thiết kế bên ngoài lẫn công nghệ bên trong. Ở lần ra mắt này, Mercedes-Benz đã giới thiệu cả bản hiệu năng cao AMG GLE 53 Coupe 2020. Với một mục tiêu rõ ràng là cạnh tranh trước đối thủ sừng sỏ BMW X6, thì Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 đã được cải thiện đáng kể về mặt thiết kế bên ngoài. Bây giờ có lẽ mời các bạn sẽ cùng đến với phần đầu xe. Nếu như trước đây, GLE là một mẫu xe có cái thiết kế ở bên ngoài khá là vuông vắn và nó không mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc, thì bây giờ ở trên phiên bản 2020, mẫu xe này gây ấn tượng ngay với lưới tản nhiệt dạng kim cương nổi bật ở phiên bản thường và lưới tản nhiệt dạng nan dọc với phiên bản AMG hiệu suất cao. Cụm đèn pha LED được cập nhật, đồ họa chiếu sáng mới, những đường gân dập nổi trên nắp capo tạo cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Phần mái dốc mạnh về phía đuôi xe đã mang lại cho chiếc xe khi chúng ta nhìn từ bên ngang có một cảm giác gì đó nó thể thao và nó thuôn gọn hơn. Mời các bạn cùng vòng ra phía sau. Cụm đèn hậu mới với kiểu dáng thể thao và cá tính hơn so với các phiên bản GLE thông thường. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống ống xả kép mạ chrome và bộ mâm hợp kim kích thước từ 19 tới 22 inch tùy chọn. So với phiên bản tiền nhiệm thì GLE Coupe 2020 dài hơn 39mm, rộng hơn 7mm và chiều dài cơ sở được kéo ra thêm 20mm. Tuy nhiên, GLE Coupe lại ngắn hơn phiên bản GLE tiêu chuẩn tới 60mm. Còn bây giờ, mời quý các bạn cùng bước vào khoang nội thất. Đây là một mẫu xe sở hữu không gian nội thất khá là rộng rãi và cao cấp hơn thế hệ tiền nhiệm. Những trang bị nội thất nổi bật bao gồm như là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Các bạn có thể thấy đó, tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz hiện nay đã được trang bị hai màn hình nối liền với nhau, tạo cho cái phần bảng táp lô có một cái cảm giác nó hiện đại, nó thông minh và nó công nghệ. Và đương nhiên, xe cũng được trang bị vô lăng thể thao bọc da, ghế ngồi thể thao và bảng táp lô được bọc chất liệu giả da Artisco. Bên cạnh đó, hãng xe Đức còn nhấn mạnh GLE Coupe 2020 mang tới một không gian nội thất thoải mái cho 5 người trưởng thành. Tùy từng thị trường thì Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 sẽ được cung cấp các loại tùy chọn động cơ khác nhau. Cụ thể, tại châu Âu, mẫu SUV Light Coupe này sẽ được trang bị động cơ dầu 6 xi lanh cho hai mức công suất đầu ra khác nhau. Theo đó, phiên bản GLE Coupe 350D 4MATIC sẽ sở hữu công suất 268 mã lực và mô men xoắn cực đại 600 Nm, trong khi phiên bản 400D 4MATIC có công suất mạnh hơn là 325 mã lực và mô men xoắn cực đại 700 Nm. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hộp số tự động 9G Touring đi kèm hệ thống dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Biến thể duy nhất của Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 được công bố cho thị trường Mỹ hiện tại là GLE 53 Coupe. Khác với những biến thể GLE Coupe 2020 thông thường, GLE 53 Coupe sở hữu thiết kế nội ngoại thất thể thao hơn, cung cấp sức mạnh cho xe là hệ thống chuyển động hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 3.0 lít, 6 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 429 mã lực và mô men xoắn cực đại 521 Nm. Ngoài ra, khi cần tăng tốc trong thời gian ngắn, công nghệ Hybrid EquiBoost sẽ giúp GLE 53 Coupe có thêm 21 mã lực và 249 Nm. Nhờ hệ thống truyền động công nghệ cao, mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong vòng 5,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. GLE 53 Coupe sử dụng hệ thống treo khí nén AMG Ride Control Plus với nhiều chế độ khác nhau, hứa hẹn mang lại sự thoải mái nhất cho người dùng trên những hành trình dài. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống lái thể thao, phanh hiệu suất cao và hệ thống dẫn động 4 bánh AMG Performance 4MATIC Plus. Hiện, Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 vẫn chưa được chính thức công bố giá bán. Nhiều khả năng, xe sẽ được trưng bày tại Frankfurt Motor Show 2019 vào tháng tới. Các bạn thấy sao về mẫu GLE Coupe 2020? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video nhé. Đừng quên nếu thấy video hay, nhớ like và share. Và đặc biệt, nhớ là hãy subscribe kênh YouTube của AutoEli. Bạn nào subscribe rồi thì nhớ ấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại!